chào anh em nha. Nhận được con Sony XA1 Plus anh em. Thấy pin nha. Con này anh em thấy không? Pin nó phù này. Nó nóng này lên luôn. Này chưa cắt thay pin thôi nha. Mình sẽ tiến hành tháo con này ra coi. Pin mới nha anh em. Mình mua pin mới rồi nha, Sony XA1 Plus ha. Đúng loại của nó luôn. Pin mới đó chắc chắn ha. Mình sẽ dán một lớp keo phía dưới cho nó cố định cái pin nha. Nó kêu mới cho nè, cho nó cố định. Khớp luôn, rồi đẹp luôn. Rồi, test thử anh em. Ngon lành anh em ơi, ok luôn. Máy này là đặc biệt kính nhẹ à, êm luôn ha. Ok. Thank you.
Rồi, mấy con sạc rất là tốt anh em. Sạc pin thử nó ok nha anh em. Ok nha. Rồi, pin cũ đây. Mình sẽ dán một lớp keo để dán nắp sau lại. Keo đây của mình là dính rất là chắc nha anh em. Dính rất là chắc ha. Không ngắt luôn. Rồi clip này xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào cả nhà nha. Hẹn anh em clip ngày mai nha.